Xin chào các bạn. Video này mình sẽ tổng hợp một số chiếc Boeing 777-300ER của hãng EVA Air. Các video này mình quay ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi cuối tháng 2. Hồi đó các đường bay quốc tế đến Việt Nam vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có các đường bay từ Trung Quốc là tạm dừng. Lúc này có tới 2 chiếc 777-300ER của EVA Air đậu trên sân đỗ. Và bây giờ chiếc 777 có livery đặc biệt của EVA Air đã được đẩy lùi để xuất phát trước. Chiếc 777 mang livery Hello Kitty đã bắt đầu chạy taxi ra đường băng cất cánh. Chiếc này được trang trí bằng hình mèo Hello Kitty và hình các em bé trông rất dễ thương. Chiếc 777-300ER có kích thước rất đồ sộ. Đây là loại máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất thế giới đang khai thác thương mại hiện nay. Lần trước mình vào Sài Gòn còn thấy EVA Air khai thác cả loại Airbus A330. Còn lần này chỉ thấy hãng dùng loại Boeing 777-300ER đến Sài Gòn. EVA Air là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Đài Loan. Hãng là công ty con của tập đoàn Evergreen Group. Thỉnh thoảng đi trên đường các bạn cũng có thể thấy xe chở container của tập đoàn Evergreen. Bây giờ chúng ta có thể quan sát cận cảnh chiếc 777 Hello Kitty của EVA Air. Chiếc máy bay đang chạy taxi tới đoạn cuối của đường lăn E6, sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị tới đoạn rẽ ra đường băng 25L. Bây giờ chiếc máy bay bắt đầu rẽ vào đường băng 25L. Đây là đường băng cất cánh chính của sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ chiếc 777 Hello Kitty bắt đầu chạy đà để cất cánh. Thank you.
Chiếc máy bay đã cất cánh khỏi đường băng. Bộ bánh đáp đồ sộ đang được thu lại. Và đây là pha hạ cánh của một chiếc Boeing 777-300ER của EVA Air. Đây là một góc quay khác. Và đây là pha cất cánh của chiếc 777 với màu sơn thường gặp của EVA Air. Chiếc 777-300ER rất nổi bật với hai động cơ có kích thước rất lớn. Đó là loại động cơ GE90-115B. Đường kính ngoài của động cơ lên tới 3,4 m. Chiếc này vào tới đường băng là chạy đà cất cánh luôn. Máy bay cất cánh trong nắng chiều tà rất đẹp ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và mình cũng đã ghi hình được pha hạ cánh của chiếc 777 Hello Kitty của EVA Air. Chiếc này đến trong buổi tối ở Sài Gòn. Do vậy mình phải dùng máy quay có độ nhạy sáng tốt hơn. Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.